trái tim mách bảo những bài học sống ai cũng cần nghe một lần trong đời, tưởng như đơn giản mà rất sâu lắng. 1. Trong cuộc sống, không phải điều gì cũng là sự thật và không phải nụ cười nào cũng chân thành từ trái tim. Đôi khi chúng ta không muốn mạnh mẽ, nhưng vẫn buộc mình phải gồng lên. Đôi khi chúng ta không muốn mỉm cười, nhưng vẫn ép mình phải hé môi với kẻ khác. Cuộc sống là như thế. Dù hành vi là hiện thân của tâm hồn thì lý trí chúng ta lại bắt nó phải khác đi. Không phải ngày nào trời nhiều mây đều sẽ mưa, không phải giọt nước mắt nào cũng có thể rơi xuống. Đó mới là cuộc sống, tràn đầy bất lực và sự giả vờ. 2. Nền tảng của lòng kiên trì là sức mạnh của ý chí. Sức mạnh ý chí và khát khao khi kết hợp đúng đắn sẽ tạo ra một cặp tính cách có sức mạnh vô địch. Điều quan trọng là muốn nhiều điều, có các mục tiêu và khát vọng, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là hành động để đạt được những điều này. Chỉ suy nghĩ không thôi thì bạn sẽ không thể tới được vạch đích, bạn sẽ cần làm những việc cần thiết để đạt được mục tiêu. 3. Trên thực tế, suy nghĩ của chúng ta thường nghiêm trọng hóa hầu hết mọi trường hợp. Bệnh trầm cảm của bạn có thể chỉ là do tâm lý, bệnh trì hoãn của bạn có thể chỉ là do lười biếng, bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế của bạn có thể chỉ là do hoảng loạn, bệnh mất ngủ chỉ là do không buồn ngủ, còn nỗi sợ hãi không dám lựa chọn là do không đủ điều kiện mà thôi. 4. Không có tuổi trẻ, chúng ta sẽ nói tuổi trẻ thật tốt, nhìn thấy tử vong mới biết sự sống quý giá thế nào. Ở thời điểm đau lòng thất bại thì không biết cuộc sống có gì hay, nhưng nếu không sống sót, ta cũng không nhìn thấy cuộc đời xoay vần biến chuyển ra sao, không biết rằng trải qua bể khổ sẽ tới vạch đích thế nào. Khi bạn nghĩ con tim đã mục nát, bạn không ngờ nó sẽ lại nở hoa. Chỉ có thời khắc ấy bạn mới biết, tất cả khốn khổ trước kia đều trở thành quá khứ. Chỉ có sống sót mới là điều quan trọng. 5. Tất thảy thống khổ của đời người đều là do tức giận khi thấy mình không đủ khả năng. Khi trái tim còn đập, điều gì phải làm thì hãy cố gắng làm cho thật tốt. Mọi con đường dẫn tới thành công đều không có lối tắt. Hãy nhớ kỹ một câu, càng cố gắng, may mắn tới càng nhiều. 6. Giữ trái tim đơn giản, thế gian hỗn loạn cũng hóa hư không. Làm người tốt, tâm hồn an ổn, làm việc thiện, trời đất dõi theo. Người sống không nghi ngờ, nhân gian không còn bạc bẽo. Người nếu không buông tay, thế giới chẳng ai rời khỏi. Người sống không hận, tình người ấm áp. Người nếu không nói, tứ hải thái bình. 7. Nếu bạn không biết bay, thì hãy chạy. Nếu bạn không thể chạy thì hãy đi bộ. Nếu bạn không thể đi bộ thì hãy bò. Nhưng dù có làm bất cứ cách nào thì bạn vẫn phải tiếp tục tiến lên. Maya Angelou đã nói, bạn có thể vấp phải nhiều thất bại, nhưng bạn không nên bị đánh bại. Thực tế, việc đối mặt với thất bại có thể cần thiết để bạn biết mình là ai, bạn có thể đứng dậy từ đâu, làm sao bạn vẫn có thể vượt qua để đạt được thành công. Sự kiên trì là khả năng bước tiếp sau thất bại. Đừng ngại những trở ngại hay thất bại dọc đường đi, vì chúng ở đó để khiến bạn mạnh mẽ hơn. Hãy thử coi những phẩm chất khác và những bài học phía trước là những thứ giúp định hình con người bạn khi bạn bước tiếp. 8. Kiểm soát được tình cảm của mình, cuộc sống mới có thể nơi an yên. Tình cảm không chiếm hết cả đời người nhưng có thể thay đổi toàn bộ đời người bằng rất nhiều cách. Tâm trạng tốt nhìn tất cả đều tốt, tâm trạng tệ thì nhìn gì cũng thấy chẳng ra sao. Có rất nhiều người thua cuộc không phải do bại dưới tay kẻ khác mà họ bại bởi chính tâm tình của mình. Những cảm xúc tiêu cực có thể làm giảm hình tượng và năng lực của bản thân, làm rối loạn suy nghĩ hay ảnh hưởng tới niềm tin vào chính mình. Đó chính là lúc bạn đánh mất khả năng chiến thắng. 9. Cuộc sống giống như một ly trà, đầy cũng được, vơi cũng chả sao, chanh được thêm gì. Đậm cũng được, nhạt cũng chả sao, đều có hương vị. Uống nhanh cũng được, từ từ cũng chả sao, không phải đều vào bụng mình hết. Ấm cũng được, lạnh cũng chả sao, mỗi loại có một thú vui riêng. Con người ta sống trên đời, có để ý cho nên thống khổ, có hoài nghi cho nên tổn thương, vì coi nhẹ cho nên vui vẻ, vì bình thản cho nên hạnh phúc. Rất nhiều chuyện chúng ta có muốn làm chủ cũng không xong, vậy sao không để hết thảy tùy duyên trời định? 10. Nếu bạn đang đi qua địa ngục rồi, hãy tiếp tục đi tiếp đi. Winston Churchill, mỗi chặng trên đường đi đều khó nhọc và khủng khiếp, nhưng điều duy nhất khiến nó trở nên tồi tệ hơn là bỏ cuộc. Hãy tiếp tục. Hãy khiến nỗ lực của bạn trở nên đáng giá bằng sự kiên trì. Theo Phương Thúy, trí thức trẻ. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.